Rể Phạm Hùng khóc quá trời trong đám cưới, và đây chính là lý do mà tại sao trong đám cưới ngày hôm nay chú rể Phạm Hùng lại khóc. Mọi người có thể xem hết clip này, mọi người sẽ biết nha. Tôi rất là vui khi mọi người có thể tới tham dự. Còn hai bên ướt một tí, cho nên là mọi người thông cảm nha. Ba mẹ lúc mà cưới ấy, là ba mẹ còn có nói có chắc chưa? Mày đã chắc chắn chưa? Tại vì cái chuyện hôn nhân là chuyện cả đời. Nếu như thật sự muốn cưới người ta thì phải cố gắng để người ta hạnh phúc cho con. Con nói dạ rồi, con chắc chắn. Cho nên là hôm nay con đứng ở đây, trước hết là con gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã sắp xếp thời gian để tới đây cùng chung vui với tụi con. Cảm ơn anh Sa Minh Tứ đã có những bó hoa, đã làm cho tụi con những cái hoa rất đẹp để chụp hình. Cảm ơn Jolie Bolly với cái đầm tuyệt đẹp này. Cảm ơn Toshido với bộ vest. Và cảm ơn tất cả những anh chị quay phim và những người ở hậu cần ở trong đây và bên makeup đã nhiệt tình vì tụi con rất nhiều. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Con xin cảm ơn tất cả mọi người.